Cục Hải quan Khánh Hòa vừa có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam, Trung Nam Group. Theo đó, thì từ ngày 6 tháng 5, ông Nguyễn Tâm Thịnh bị cơ quan chức năng đề nghị tạm hoãn xuất cảnh do công ty này chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Được biết, Trung Nam đang còn nợ quá hạn tại Chi cục Hải quan Ninh Thuận, Cục Hải quan Khánh Hòa trên 21 tỷ đồng. Đại diện Trung Nam Group cho biết gần đây tập đoàn gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh, đặc biệt là trong mảng năng lượng tái tạo nên ảnh hưởng trực tiếp tới tài chính. Tuy nhiên, phía công ty đang cố gắng xoay sở để trả nợ thuế sớm nhất có thể.